Chào bạn đã đến với Viết Phú Channel của mình. Và hôm nay thì như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về vấn đề visa đặc định Tokyo. Đây là một dạng visa mới phát hành của Nhật năm 2019 này. Thì từ đợt tháng 3 thì mình đã thấy có một cái trung tâm có tiếng ở Hà Nội liên tục livestream công khai trên Facebook cũng như là trang YouTube cũng như là ở trên các website của họ thì có tuyển dụng về Tokyo, tuyển dụng lao động Việt Nam sang Nhật làm theo diện Tokyo. Thì có nhiều bạn hỏi mình là Tokyo thì nó áp dụng như thế nào và người Việt Nam mình thì có được trong cái diện đấy không. Thì sau một thời gian tìm hiểu và đã có những cái quyết định của Nhật trên truyền hình báo đài thì hôm nay mình sẽ làm video này để trả lời cho các bạn luôn. Mời bạn theo dõi hết cái video này để hiểu rõ hơn về Tokyo và phương pháp áp dụng của nó như thế nào nhé các bạn nhé. Trước đây thì ở bên Nhật này họ có dự kiến là sẽ áp dụng với 9 nước, trong đấy có Việt Nam. Tuy nhiên thì đầu tháng 4 vừa rồi ấy, thì mình có treo cho trên báo đài thì có quyết định chính thức của chính phủ Nhật Bản đối với visa Tokyo đã chính thức áp dụng cho 5 nước gồm Philippines, Myanmar, Nepal, Cambodia và Mongolia, là Mông Cổ các bạn, thì trong đấy không có Việt Nam. Thì cái việc một trung tâm kia hiện tại vẫn vẫn có những cái video về tuyển dụng cái Tokyo thì chưa cần bàn đến là cái trung tâm đấy có uy tín hay không và chính xác hay không, nhưng mà về việc ký kết chính thức giữa hai nước đến tháng 4 năm 2019 này là hiện tại chưa có Việt Nam và Nhật Bản đăng ký về Tokyo, thì chắc chắn cái việc công ty đấy không có cái quyền hạn mà tuyển dụng lao động sang Nhật làm theo diện Tokyo nha các bạn nhé. Thì hiện tại thì Tokyo thì Nhật chính phủ Nhật Bản không khuyến khích các ứng viên đi qua Tokyo qua môi giới ở Việt Nam, và đây mình có in tờ báo đó, thì chỉ cho phép các công ty ký hợp đồng trực tiếp với ứng viên tại Nhật nha các bạn nhé, và thông qua các công ty đăng ký visa Tokyo cũng như qua các luật sư hành chính. Thì những bạn đã từng đi thực tập sinh ở Nhật về muốn đi theo diện Tokyo này thì cũng có cơ hội cho các bạn. Thì tuy nhiên là muốn đi qua Nhật ấy, thì bên Cục Quản lý Lao động của Việt Nam muốn là phải đi qua Cục Quản lý Lao động của Việt Nam, thì đấy có nghĩa là các bạn cũng có thể có cơ hội đi sang Nhật theo diện Tokyo, nhưng tuy nhiên thì chưa biết là đi như thế nào. Còn với những cái bạn mà chưa đi sang Nhật bao giờ thì cái việc mà cơ hội đi sang Nhật theo diện Tokyo trong cái thời gian này là gần như là không có nha các bạn nhé. Vì thế là các bạn hãy tỉnh táo tìm hiểu trước những cái đơn hàng, những cái lời tuyển dụng của các cái một vài cái đơn vị ở Việt Nam mình vẫn thường xuyên tuyển dụng về visa Tokyo. Thì cái Tokyo là gì và tại sao lại có visa Tokyo? Thì như các bạn biết là Nhật Bản là một trong những cái nước có dân số già nhất trên thế giới, thì hiện tại cái tuổi lao động của họ từ 15 đến trên 15 đến 65. Thì tuy nhiên thì không đáp ứng được cái nhu cầu về việc làm. Nhật Bản thì cái kinh tế thời gian này thì đang chuẩn bị cho Olympic 2020, mức độ cái công việc rất là nhiều cũng như cái kinh tế của họ vẫn đang phát triển từng ngày nên là cái tỷ lệ việc làm rất là cao mà lao động lại không có. À, trong khi các cái dạng visa hiện tại cho lao động nước ngoài như là thực tập sinh cho các lao động này, du học sinh và bảo lãnh gia đình thì làm theo diện bán thời gian 28 tiếng một tuần. Còn lại là có những dạng chuyên gia rồi kỹ sư, kỹ thuật viên. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể đáp ứng được cái số lượng công việc của tại Nhật nên là họ đã đẻ ra cái Tokyo này. Tokyo này thì hiện tại nó có áp dụng cho hai loại, loại 1 và loại 2 với 4 14 ngành nghề. Thì 14 ngành nghề đấy là gì? Đầu tiên là xây dựng, thứ hai là đóng tàu, thứ ba là bảo dưỡng ô tô, thứ tư là vệ sinh tòa nhà, thứ năm là chế biến thực phẩm, thứ sáu là điều dưỡng, thứ bảy là ngư nghiệp, 8 là khách sạn, 9 là nông nghiệp, 10 là nhà hàng ăn uống, 11 là hàng không và 12 là gia công nguyên liệu, 13 là sản xuất máy công nghiệp và 14 là các ngành liên quan đến điện điện tử. Thì đây là 14 ngành chính, nhưng liên quan đến điện điện tử thì có rất là nhiều các cái ngành liên quan, thì dựa theo những cái chuyên ngành này họ có thể tuyển được rất là nhiều cái người. Và trình độ của Tokyo yêu cầu với trình độ tiếng Nhật thì
Theo thông tin thì có yêu cầu từ N4 và không áp dụng và không yêu cầu các bạn có phải có bằng cấp. Những bạn đang có cái nhu cầu tìm hiểu về đang đang có cái tìm hiểu về tô cơ tê mà vẫn đang nghe những người mà các công ty họ lao động cũng như là các cái trung tâm người ta có giới thiệu về tô cơ tê và đang còn có những cái đơn hàng về tô cơ tê thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ và hãy cảnh giác trước những cái lời đề nghị như thế. Vì sao? Vì khi mà các bạn đã được người ta tuyển dụng tuyển chọn vào để tham gia, người ta bảo là tô cứ tê thì người ta sẽ như cái trung tâm kia, mình không nói có tiện nói tên, nhưng họ sẽ thu cọc của các bạn là 500 đô, tương đương khoảng tầm 11 đến 12 triệu tiền Việt Nam đồng. Thì trong quá trình các bạn ít nhất là phải các bạn phải học tiếng 5 đến 6 tháng để đạt cái trình độ N4 và đạt cái cuộc thi tay nghề của bên Nhật người ta đưa ra thì các bạn mới có thể tham gia chương trình Tokyute trong trường hợp được cấp phép đối với Việt Nam. Còn cái việc tiếng thì các bạn có thể là 2 tháng các bạn có thể thi lại một lần, 3 tháng các bạn thi lại một lần thì cũng không sao. Tuy nhiên nếu mà các bạn thi trượt cái tay nghề thì 1 năm chỉ có tổ chức một lần. Thì nghĩa là các bạn nếu năm nay bạn trượt tay nghề để thi Tokyute thì sang năm các bạn mới có cơ hội để thi lại, và nếu trượt thì các bạn sẽ chờ không biết đến bao giờ. Còn các bạn nếu đỗ thì có thể tiếp tục tham gia chương trình nếu được áp dụng tại Việt Nam. Và những cái lời mà ngoài ra thì cũng có một số cái đơn vị khác họ có đưa ra những cái lời mời rất là trên trời dưới đất, như là đưa các bạn theo visa du lịch ngắn ngày đi sang bên Nhật để mà tham gia Tokyo T, thì đấy là một cái lời đề nghị trên trời, đề nghị không bao giờ có được vì Nhật Bản thì không áp dụng cho những người theo diện visa ngắn hạn như là visa du lịch để thi những cái visa lao động ở bên Nhật, cũng như là cái việc những người mới lần đầu đến Nhật thi để thi cái visa này thì không bao giờ có. Thì cũng có một một vài bạn khác hỏi là thế mình đã trả lời với các bạn ấy là hiện tại chưa áp dụng ở Việt Nam, thì các bạn ấy có hỏi mình là thêm là thế tại sao mà bây giờ chưa áp dụng Việt Nam nhưng các trung tâm lao động người ta vẫn đăng tin tuyển về Tokyo T để làm cái gì. Thì xin trả lời luôn với các bạn đấy là công ty lao động thì và các công ty cung ứng nhân lực cũng như là các cung ứng những cái khác người ta sẽ đầu cơ, và khi mà lỡ trong quá trình mà các bạn học tiếng 4 5 6 tháng nếu có thể mà được phê duyệt Tokyute đối với thị trường ở Việt Nam thì lúc đấy họ sẽ tung ra cái số lượng lao động mà họ đã gom lâu nay khoảng tầm 3 40 người đấy, lúc đấy họ sẽ thu về một cái nguồn chi phí, nguồn lợi nhuận rất lớn. Còn nếu mà các bạn đã tham gia học, các bạn đặt cọc 500 đô trong quá trình học, các bạn học 3 4 tháng 5 tháng thì mỗi tháng ít nhất các bạn sẽ mất tầm 2 đến 3 triệu, và đồng nghĩa với cái việc các bạn đã mất vài chục triệu rồi. Và các cái tiến độ đóng tiền của các cái trung tâm này thì thường thường là đặt cọc sau đấy sẽ đóng thêm tiền lên thêm tiền lên tiền, thì đối với các hiện tại lao động hiện tại thì nó rơi khoảng tầm 100 đến 150 triệu. Đấy là mình lấy mức trung bình, cũng có nơi là rẻ hơn 100, tầm 100 triệu, và cũng có những người bạn bè mình quen biết thì cũng đi đến tận 170, 180, thậm chí 190 triệu để sang bên này đi làm lao động thực tập sinh. Thì cũng không biết là các bạn công ty có nhiều việc có làm thêm như thế nào không, mà đi với số tiền chi phí như thế thì bao giờ mới làm được để trả cái tiền phí đi, chứ mình chưa nói làm cái gì cả. Đấy thì còn trong quá trình mà các bạn đang đi tham gia cái chương trình mà Tokyute của trung tâm đưa ra thì các bạn học, các bạn tìm hiểu mà các bạn biết được cái vấn đề chưa áp dụng ở Việt Nam và hiểu ra vấn đề, thì lúc đấy các bạn sẽ, nếu mà các bạn từ bỏ cái chương trình đấy, bỏ học, bỏ cái chương trình đấy thì cái tiền cọc các bạn đã mất 10 triệu, và nếu mà 20 người thì họ đã được 200 triệu rồi. Và đó không phải là cái việc mà họ giải phóng hợp đồng cho các bạn nên là sẽ không có chuyện bồi thường trả tiền. Còn các bạn tự bỏ thì các bạn sẽ mất cái phí, đấy là chuyện đương nhiên, và thế là họ đã được vài trăm triệu. Còn nếu mà trong trường hợp mà những ngày tháng tới mà có quyết định khác từ Nhật và có thể áp dụng cho thị trường Việt Nam thì lúc đấy thì cái số quân mà họ đang gom được có vài ba chục người thì họ tung ra thì rất là thu được một cái nguồn tiền rất là lớn. Đấy vì vậy nên là
Và video ngắn này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là hiện tại, mình tóm lại là hiện tại Tokute visa đặc định chưa áp dụng cho thị trường Việt Nam, ít nhất là đến tháng, bây giờ là cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2019. Thì các bạn hãy tỉnh táo trước những cái đơn hàng và tuyển dụng về Tokute. Và thứ hai nữa là hiện thời gian này thì hôm vừa rồi là 20 tháng 4 thì truyền hình Nhật Bản có đưa thông tin về cái việc đưa ra cái xin ý kiến về việc tuyển dụng nhân sự lao động thực tập sinh nước ngoài làm việc tại cái, các cái khu vực nhiễm phóng xạ và động của động đất 2011 ở Fukushima cũng như các vùng lân cận. Thì nếu các bạn có tiếp xúc được những cái đơn hàng có thông tin là phí hạt rẻ này, phí rẻ như bèo này, thì các bạn hãy cảnh giác và đi các cái vùng như là Fukushima hay là gần Fukushima liên quan đến đơn lao động và đơn nhỏ nhẹ, thì các bạn hãy cảnh giác và có thể là sẽ dính vào cái việc đi dọn dẹp của các cái khu nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên tất nhiên là bây giờ pháp luật Nhật Bản chưa cho phép người nước ngoài tham gia vào các công việc dọn dẹp phóng xạ ở Fukushima, chỉ cho phép người Nhật làm. Tuy nhiên thì có thể là người Nhật vì cái việc mà lao động thiếu hụt trầm trọng nên là cũng có thể là sẽ có những cái quyết định đưa ra thay vào cái việc người lao động nước ngoài sang làm việc tại các cái khu vực dọn dẹp phóng xạ. Thì trong thời gian này thì hãy cảnh tỉnh trước những cái đơn hàng mà hạt rẻ và đi các cái vùng mà liên quan đến phóng xạ như thế. Thì vấn đề này mình định làm một cái video riêng, tuy nhiên nhân tiện mình chia sẻ luôn với các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc bạn có những cái lựa chọn tốt cho đơn hàng của mình. Và nếu có những gì cần thắc mắc và hỏi thêm thì cứ comment ở dưới cho mình sẽ tìm hiểu và trả lời. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.